Tự do ngôn luận, lại tự do ngôn luận à? Chắc có lẽ là câu hỏi bật lên trong đầu nhiều người sau khi nghe về cụm từ đó. Tại Việt Nam, nói riêng về cộng đồng Liên minh Huyền thoại, vấn đề về phát ngôn luôn là câu chuyện nhức nhối, từ người thường cho đến những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Chỉ cần một phát ngôn sai lệch sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Không chỉ có phát ngôn, những bình luận tiêu cực, khó coi trên các diễn đàn cũng là điều đáng chú ý, đặc biệt là kênh chat của các giải đấu LCK, LPL, VCS khi phát trực tiếp. Kênh chat trở nên hỗn loạn với rất nhiều câu chữ khó ngửi, làm bẩn mắt người xem. Những điều kể trên trở thành chủ đề đáng chú ý trong khoảng thời gian gần đây. Hôm nay, hãy cùng Cảm Thể Thao bàn luận về vấn đề này. Lưu ý, nếu anh em có ý kiến gì, hãy cùng nhau thảo luận một cách thật văn minh nhé. Không có sự quản lý. Việc phát sóng trực tiếp trên nền tảng YouTube không có sự giám sát của bất kỳ đơn vị nào đã khiến cho kênh chat được tự do tự tại. Các anh hùng bàn phím chat nhiều hơn xem. Xét về góc độ người xem, việc chat thoải mái là quyền của mỗi người. Kênh chat là nơi để viewer tự do ngôn luận, chat gì cũng được, comment gì tùy ý. Ngược lại, việc mất kiểm soát và không có sự quản lý chặt chẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề nhức nhối. Từ cá nhân, tập thể cho đến chính trị, chưa kể đến các thành phần, kick war điển hình, đâm chọc bên này, cà khỉ bên kia để câu cá. Ai nấp vào, lại ăn ngay quả cay. Cay quá thì bắt đầu chửi nhau. Cơ thể kề chat bắt đầu trao cho nhau những lời nồng nàn về đấng sinh thành hay những bộ phận sinh dục. Đặc biệt ở các kênh LCK Global hay LPL, không có các mod trực tiếp quản lý ở thời điểm đang phát sóng sẽ để cho rất nhiều vấn đề phát sinh. Từ một kênh dành cho các viewer nước ngoài, trở thành kênh dành cho người Việt tỏa sáng. Chẳng hạn khi T1 đang đánh trên LCK Global, thì vô số anti-fan vào đồ tìm mẹ cho quỷ vương. Một số khác tỏ ra thường đẳng như kiểu mình là vua thế giới khi các tuyển thủ phạm sai lầm. Số khác nữa thì đứng ngoài bơm đểu cho kênh chat trở thành một cái chiến trường. Cùng thời điểm LCK hay LPL không có bình luận là thời gian cho VCS được lên sóng. Các fan xính ngoại sẽ vào kênh chat Việt Nam chửi bới, la ó vào đòi quyền công dân cho mình khi không được xem các giải đấu quốc tế. Bắt đầu tiếp tục một vòng tuần hoàn không hồi kết về những lời hỏi thăm phụ huynh. Riêng VCS, đơn vị phát sóng đã có sự nghiêm ngặt khi dành thời gian cài bot và ngăn chặn những từ ngữ tiêu cực. Đôi lúc những chữ DM vừa xuất hiện thì tài khoản đó lập tức bay màu. Đó là điều đáng khen khi VTV đã có những động thái quản lý chặt chẽ thành phần quá khích. Và các kênh quốc tế cần có sự chuẩn bị kỹ càng như việc để thông báo English only, hay bot lập chat tương tự để tránh bị các chú nghé con vào phá hỏng trải nghiệm của những người khác. Không thể ngăn cản kẻ trâu. Nói về tầng lớp thanh niên này thì chưa bao giờ là đủ. Những người luôn cố tỏ ra thượng đẳng, mình trên đầu người ta, thích thể hiện trên Internet và co ro khúm núm ở bên ngoài. Chỉ cần một bộ bàn phím và kết nối mạng mạnh thì sân chơi này là của họ. Bên cạnh đó, cũng có một số lại thích cosplay trẻ trâu, đội lốt để kích máu những người khác, mặc dù bản tính họ không phải như vậy. Dưới góc nhìn của Cảm Thể Thao, đương nhiên là xã hội sẽ có người này người kia, trẻ người non dạ là việc không thể trách được. Nhưng đối với những đối tượng như thế này thì mặt ý thức vẫn là trên hết. Nói ít lại một lời, có khi lại hay hơn thích tỏ vẻ để oai hơn người khác. Tiếp đến là chuyên môn cao. Một trận đấu diễn ra với những tình huống hấp dẫn cho đến khi một trong hai mắt sai lầm. Đó là điều đáng chú ý để chúng ta rút ra được tính chuyên môn trong các trận đấu chuyên nghiệp. Nhưng thành phần này họ không thích vậy. Họ lại thích nhắm vào những yếu tố muôn thuở như hụt xe, hụt kỹ năng hay sử dụng tốc biến đập mặt vào tường. Đem ra làm trò hề và spam tốc độ chóng mặt như những người lần đầu biết sử dụng bàn phím. Điển hình là bộ đôi Senna Tamkens đường dưới. Senna là một vị tướng không cần farm. Cô ta cần tích lũy nội tại và hướng đến giai đoạn sau. Nhường hết tài nguyên cho người đi cùng đường. Senna xạ thủ, nhưng lại chơi như một hỗ trợ. Sự thật như vậy nhiều viewer chuyên môn cao không muốn chấp nhận. Họ liên tục chat về Senna không farm như một quy tắc. Hay hỏi, và hỏi những câu rất thiếu suy nghĩ. Làm vậy để được gì? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng làm vậy để được những người khác chú ý, được những người khác chửi ngu, rồi bắt đầu vòng lặp chửi nhau đời đời kiếp kiếp. Vẫn còn rất nhiều ví dụ cho những câu chat ngớ ngẩn, chẳng hạn như ID farm ngu thế, support tranh farm à, mất xe hoài, thua game là đúng. Những tình huống chấn bé đù như Nautilus móc vào tường, Lee Sin sóng âm vào mắt người xem cũng bị Ken chat treo lên dạng tế. Tội nghiệp nhất vẫn là các tuyển thủ nổi tiếng, họ là lá cờ đầu trong việc bị chửi. Có thể kể đến là quỷ vương Faker. Những trận đấu T1 ra quân, Faker là người bị dí đầu tiên. Không phải làm bẩm, nhưng họ vẫn reo Baker sau những tình huống quỷ vương để chết.
hay những dòng văn mẫu táo bạo nói về quá trình ăn hôi cúp của Faker qua các thời kỳ. Nếu cho đó là trò đùa thì nó khá hài hước ở góc cạnh nào đó. Nhưng về lâu dài, khi văn mẫu này trở thành phong trào copypast cho tập đoàn spam trên kênh chat thì nó lại nhạt nhẽo và vô cùng phản cảm. Phần cuối cùng có vẻ sẽ gây tranh cãi gay gắt. Mọi người hay thắt dây an toàn vào trước khi chúng ta bắt đầu phần này. Việc ý thức của mỗi người trên kênh chat luôn là chủ đề đáng để nhắc nhở. Nhưng khi động chạm đến ý thức, người ta lại sử dụng một câu phản biện: lại tự nhục à? Điều này khá buồn cười khi chẳng ai nhắc về sự tự nhục cả. Thứ mọi người đang giúp cộng đồng thay đổi là ý thức của một cá nhân khi tham gia chat chat trên các channel quốc nội là quốc tế. Điển hình là thành phần người Việt giả Tây khá nhiều, nhưng lại sử dụng sai ngữ pháp, hay nói một cách chính xác lợi dụng Google dịch. Còn thành phần nào không sử dụng ngữ pháp thì họ sẽ sử dụng công thức tên tuyển thủ cộng no mom. Những điều đơn giản tưởng chừng như không có gì, nhưng chúng ta lại thấy cộng đồng kênh chat Việt Nam đang thực sự rất toxic. Tương tự như bóng đá Việt Nam, khi đội tuyển của chúng ta thua với một tình huống bóng chết hay ăn thẻ thì Facebook của trọng tài của trận đấu sẽ sáng nhất đêm đó. Từ người già cho đến người trẻ, người biết bóng đá cho đến hội chị em phái yếu đều réo tên và chửi trọng tài vô tội vạ. Những vấn đề kể trên đã làm xấu đi hình ảnh mà xã hội Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế. Chỉ một vài con sâu, nó đã làm rầu cả nồi canh. Nhưng nếu chỉ ra những cái sai như thế thì họ tiếp tục trả lời: lại tự nhục à? Không phải chat nhiều là xấu, không phải cứ chat nhiều là ảnh hưởng đến cộng đồng. Cái đáng nói chính là ý thức người Việt khi tham gia bàn luận quá kém. Mặt tích cực khi kể đến thì chỉ trên đầu ngón tay, nhưng về mặt tiêu cực thì chẳng bao giờ đếm hết. Chủ đề hôm nay khi được đăng tải chắc chắn cũng sẽ nhận nhiều bình luận trái chiều từ nhiều phía. Nhưng điều cốt lõi mà Cảm Thấy Thào mang đến cho các bạn là một thông điệp. Thông điệp để thay đổi cách sử dụng ngôn từ trên những nền tảng trực tuyến. Sử dụng ngôn từ có chủ đích và tránh các ý kiến tiêu cực tạo ra làn sóng công kích một đối tượng cụ thể. Hãy tránh đi những lời nói thô tục. Hãy tham gia tranh luận một cách thật văn minh, sạch sẽ. Không ai cấm mọi người bình luận cả, nhưng hãy bình luận có ý thức, hệt như cách mà Ken Jap xuất hiện trong ngày Morgan thi đấu là được.